Các bác sĩ thân mến, hãy nhận lại của chúng tôi những dụng cụ hỗ trợ. Thưa quý vị thân mến, trong chiếc túi mà ban tổ chức chúng tôi phát cho các anh chị, trong đó có một chiếc váy và một chiếc phong bì ạ. Các anh chị mở phong bì ra đi, dạ không, có phong bì, chị có túi bóng ạ, dạ túi nhỏ xinh của chị ạ, màu trắng rồi, chị mở ra đi ạ. Vâng ạ, trong phong bì là có bóng và có nịt phải không ạ? Vâng ạ, bóng này làm gì, nịt để làm gì mà váy để làm gì, rất là lạ. Chúng tôi xin phép được để không để quý vị phải đợi lâu hơn nữa, chúng tôi xin phép được công bố cách chơi của game show số 2, số 3 như sau. Ngày hôm nay các chị sẽ thể hiện sự khéo tay của các chị, biến hóa 4 người đàn ông trên sân khấu thành 4 người phụ nữ. Chúng ta sẽ cùng với nhau đi tìm kiếm hoa hậu nam của lớp A7. Và chúng ta sẽ có 5 phút để các anh chị hóa trang 4 anh trên sân khấu thành 4 người phụ nữ xinh đẹp, duyên dáng và hiểu điệu. Thưa quý vị, váy để mặc, mịt để buộc tóc và bóng để làm ngực, làm mông. Các anh chị sẵn sàng chưa? 5 phút cho anh Khanh và các chị bắt đầu. Các anh chị cởi áo, chị anh ra nhỉ? Chị phải cởi áo anh ra mới đẹp ạ. Chỉ còn 5 phút để hóa trang. Tiếp theo này sẽ thể hiện sự khéo tay của các nữ sinh đến từ lớp A7. Và các chàng trai ngày hôm nay, ai sẽ là hoa hậu của lớp A7? Xin mời quý vị hãy chờ chúng tôi trong giây lát.
điểm dành cho ban giám khảo ngày hôm nay sẽ là các thí sinh với phần thi sáng tạo, độc đáo, những tiêu chí hài hước phải được đặt lên hàng đầu. Và ngày hôm nay những người đàn ông đang được hóa trang thành những người phụ nữ, bắt buộc ngực phải nở, mông phải cong, môi phải hồng, má phải thắm, và trang trí càng dí dỏm càng nhận được điểm cao hơn. Chúng tôi xin một lần nữa nhắc lại, không được nhìn thấy quần bên trong ạ. Tiếp theo sẽ phải tiến xuống phía dưới để cùng giao lưu với khán giả.
và năng khiếu. Đồ chơi nào? Ngày hôm nay thắng cuộc sẽ nhận về một phần quà vô cùng giá trị của ban tổ chức chúng tôi. Đầu tiên sẽ là phần kết quắc của đội số 01. Thí sinh số 01 Trần Thị Tím. Let's go!
1 ngày hôm nay. Đầu tiên sẽ là phần thi của thí sinh số báo danh 002. Xin mời thí sinh 002 lên để thể hiện phần thi năng khiếu của mình. Sẵn sàng chưa ạ? Vâng, một tràng pháo tay thật lớn cho phần thi của thí sinh 002. Xin mời. Thí sinh có tên gọi vô cùng kiêu kỳ, Nguyễn Thị Hoa, số báo danh 004. Người đẹp Nguyễn Thị Hoa vừa mới trở về từ cuộc thi phẫu thuật người đẹp phẫu thuật tại Thái Lan thưa quý vị. Và dường như trên thân hình của chị lúc này đây không có một điểm gì là lỗi, tuy nhiên hãy nhìn kỹ vào bộ ngực, một bên to và một bên bé. Đó là vòng catwalk và vòng năng khiếu. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thi ứng xử của 4 thí sinh trên sân khấu lúc này đây. Vâng, đầu tiên xin phép được hỏi thí sinh triển vọng nhất mà tôi nghĩ rằng ngày hôm nay rất có thể chị sẽ đăng quang ngôi hoa hậu của trường Hòn Gai. Dạ vâng ạ, cứ đứng im đây anh ơi, đứng im đây. Rất triển vọng, vâng rất triển vọng thôi ạ. Cứ từ từ, biết đâu các chị này là người đăng quang. Chị thân mến, hãy cho em được biết ngày hôm... Vâng, chị hãy cho em được biết là có bao nhiêu biện pháp phòng tránh thai ạ? Cái này thì báo cáo chị em cũng chưa dùng bao giờ. Nhà em cũng chân thật. Dạ vâng ạ, chân thật ở nhà anh dùng biện pháp tránh thai bằng cách nào ạ? Thì là... Cái đấy là... Thôi nói. Vâng ạ, thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay thì thí sinh tím của chúng ta đang rất là xúc động. Có lẽ vì vậy nên chị cũng không nhớ được là chị ở nhà sử dụng bao nhiêu biện pháp tránh thai nữa. Bởi vì có lẽ rằng là quá nhiều, đúng không ạ? Vâng, và chúng ta sẽ cùng đến với thí sinh 002. Chị thân mến, nếu như ngày hôm nay chị là thí sinh Trần Thị Sám, vâng 003. Chị thân mến, nếu như hôm nay chị là gương mặt đại diện của trường Hòn Gai để đi thi hoa hậu của các trường cấp 3 và là gương mặt the face đấy, the face của trường Hòn Gai đấy, thì chị sẽ làm gì để xây dựng thương hiệu cho nhà trường ạ? Thì mình nếu mà được làm đại diện cho the face của trường ấy thì mình sẽ trau dồi thêm kinh nghiệm làm sao mà cái gương mặt của mình nó được đẹp lên thẩm mỹ rồi. Có thể là đáp chuyến bay sang Thái Lan ngay ngày mai. Chuyến bay lúc 5 giờ, ưng đại vệ luôn. Vâng ạ, đây là người đẹp rất là đầu tư, có sự đầu tư rất lớn để quyết tâm sẽ trở thành một gương mặt đại sứ, gương mặt đại diện cho trường Hòn Gai thi tài với các trường cấp 3 khác. Và chúng tôi chúc cho phần thí sinh số 003
Nguyễn Thị Xám sẽ trở thành thí sinh The Face của trường. Tôi xin phép là bốn chị em ở trên đây thi. Thì Thuy vừa mới trả lời hộ chị này. Chồng chị triệt rồi, không cần phải cái gì nữa cả. Và chị ơi, nếu mà đã trả lời rồi, hộ chị ấy rồi thì hộ luôn đi. Chị vẫn thường dùng bao nhiêu biện pháp tránh thai ở nhà? Không dùng. Chồng vẫn triệt thôi. Đổi lấy cái radio rồi. Xin cảm ơn thí sinh công ba Nguyễn Thị Giám rất nhiều. Và ngày hôm nay không những trả lời xuất sắc phần thi của mình, phần thi ứng xử, mà chị còn trả lời luôn cho thí sinh số báo danh 001 Nguyễn Thị Tím. Cảm ơn chị Giám rất nhiều ạ. Chúng ta cùng đến với phần thi của thí sinh 00... Trắng. Dạ, 00 Đen. Chị Đen thân mến, hiện nay chúng tôi cập nhật được lời giới thiệu bản thân của chị là chị vừa mới trải qua một cuộc thi được tổ chức tại đảo Quốc Sư Tử. Vâng, và trong quá trình dự thi của mình ấy thì là em biết rằng là chị đã đăng quang một giải thưởng tại đảo Quốc Sư Tử. Và chị thân mến, ngày hôm nay lại trở về với cuộc thi tại trường Hòn Gai. Nếu như hôm nay chị đăng quang tiếp một lần nữa và có một đại gia ngồi ở phía dưới có gửi cho chị một lời đề nghị như sau là: Đen ơi, ngày hôm nay, tối nay em đi qua đêm với anh nhé. Và nếu như qua đêm với anh xong, em sẽ được nhận 2 tỷ đồng từ anh. Anh ấy, thì anh ấy sẽ dành cho chị số tiền là 2 tỷ đồng. Thì chị sẽ ứng xử trong trường hợp này như thế nào thưa chị? 20 thôi. Lúc đấy mình sẽ, lúc mình sẽ nói. Cuộc thi nhan sắc đây là một cái giá có thể nói là không những là về gọi là về mặt gọi là thẩm mỹ và về mặt giá trị rất là vô giá, nên là dù có 2 tỷ hay 20 tỷ cũng không mua được. Thưa quý vị thân mến, chắc hẳn là chị ấy rất là có kinh nghiệm trong các phần thi sắc đẹp, trong các cuộc thi sắc đẹp. Và ngày hôm nay chị trở về với cuộc thi tìm kiếm hoa hậu tại trường Hòn Gai thì chị ấy ứng xử vô cùng chuyên nghiệp thưa quý vị. Và chúng ta sẽ cùng đến với thí sinh cuối cùng với có một cái tên vô cùng kiêu kỳ, chị Nguyễn Thị Hoa. Vâng, chị Hoa thân mến, ngày hôm nay chị có cái nơ rất là đẹp. Và chị hãy định nghĩa cho giúp cho ban tổ chức chúng tôi được biết là chị hiểu như thế nào về câu nói cái nết đánh chết cái đẹp ạ. Đẹp có tạo tình gì đâu mà đẹp đấy. Khán giả trả lời hết rồi. Thôi, mình cứ trả lời thôi. Đi nữa. Bây giờ lại phải định nghĩa cái đẹp lên cái nét à? Vâng, thưa quý vị thân mến, thí sinh Xám, thí sinh Xám ngày hôm nay máu chiến lắm thưa quý vị, tinh thi luôn cả phần tự dự thi của thí sinh Hoa. Chị cứ bình tĩnh và chị thi dự thi của phần thi của mình rồi, hãy để cho chị, hãy để cho chị được tự tin để trả lời câu hỏi của ban tổ chức. Xin mời chị ạ, chị trả lời nhanh nhưng anh ấy trả lời mất. Theo mình thì thật ra thì thời hiện đại này thì cái chết hay cái nét hay cái đẹp thì đều quan trọng như nhau cả. Nhưng mà theo mình thì cái nét thì không đánh chết được cái đẹp. Cái nét đánh chết cái đẹp là mình chưa thấy nó đánh nhau bao giờ. Thế vậy ngày hôm nay cho ban tổ chức chúng em được hỏi một câu hỏi phụ là cái nét và cái đẹp mà không có hận thù gì nhau mà tại sao phải đánh? Thế tại sao thí sinh Hoa lại phải sang Thái Lan để phẫu thuật mình đập hết toàn bộ đi để làm lại như này ạ? Đấy, sai lầm ở chỗ đấy. Cho nên là phiên bản vẫn cứ lỗi thế này. Vâng ạ, thưa quý vị thân mến, và ngày hôm nay có lẽ là chị Hoa muốn gửi gắm một lời gửi gắm nào đó, muốn chia sẻ với toàn thể quý khán giả đang ngồi phía dưới phải không chị? Trong cái quá trình phẫu thuật này. Thôi, thì mình cứ có sao thì cứ dùng vậy. Nhưng mà nếu mà có sửa thì cũng đừng như tôi. Thôi, mình sửa rồi. Mình sửa rồi, tham rẻ. Dùng gói cao lên. Xin được cảm ơn 4 thí sinh và xin chúc mừng 4 thí sinh nữ của chúng ta vừa mới trải qua 3 vòng thi kết khuất, ứng xử và năng khiếu. Lúc này đây chúng tôi xin phép được nhường mic tới cho hội đồng ban giám khảo. Xin trân trọng kính mời trưởng ban giám khảo ngày hôm nay sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng. Ngày hôm nay ai sẽ là người
đạt danh hiệu hoa khôi của Trường Hòn Gai. Xin mời chị ạ. Thôi em cần nhà cô nhất. Thay mặt cho ban giám khảo thì mình có một chút nhận xét như này. Bản thân của tôi nha, bản thân. Với 4 thí sinh ở trên sân khấu thì mỗi người một vẻ 10 phân vẹn 11 luôn. Và mình thì mình rất là ấn tượng với lại bạn thân của mình. Nhưng mà cái gì nó cũng phải có sự công tâm. Và công tâm này thì sẽ dành cho khán giả là mình sẽ hỏi ý kiến khán giả trước ạ. Với lại chị Tím thì các bạn nghĩ thế nào ạ? Với lại bạn Miss Hoa thì các bạn sẽ nghĩ thế nào ạ? Với bạn Quả Đen thì các bạn sẽ nghĩ thế nào ạ? Và với bé Sám thì các bạn sẽ nghĩ thế nào ạ? Và qua sự biểu dương của khán giả thì là chúng mình vote cho bạn Tím nhiều nhất ạ. Và chúc mừng bạn đã đăng quang trong cuộc thi tối nay ạ. Và chúng tôi xin được xướng tên thí sinh đăng quang trong buổi tối ngày hôm nay. Xin được chúc mừng thí sinh Trần Thị Tím. Và ngay sau đây chúng tôi cũng xin được tuyên bố thí sinh về nhì của cuộc thi ngày hôm nay sẽ thuộc về Á quân 1, chị Nguyễn Thị Hoa. Á quân 2 của chương trình thuộc về chị Trần Thị Sám. Và thưa quý vị, thí sinh mặc áo ấn tượng nhất sẽ thuộc về Quả Đen. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời cô chủ nhiệm và trưởng ban tổ chức nên trao quà cho 4 thí sinh của chúng tôi. Xin trân trọng kính mời. Và trong giờ phút đăng quang này, hoa hậu của Trường Hòn Gai, chị Nguyễn Thị Tím có đôi lời chia sẻ gì với toàn thể quý vị không ạ? Lần đầu tiên cho xin phép được cảm ơn Đảng, Nhà nước, chính quyền, tổ chức phụ nữ tạo điều kiện cho em tham gia cái cuộc thi ngày hôm nay. Và Á quân 2, chị có lời gì chia sẻ với toàn thể mọi người không ạ? Nói chung là tôi thì không có phát biểu gì nữa cả. Tôi chỉ chúc mừng cho thí sinh Tín. Chúc chị thành công trên con đường mà chị đã lựa chọn. Chúc chị cùng gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng trong Tết năm tới. Đây chính là tinh thần của cuộc chơi ngày hôm nay. Chúng tôi mong muốn tìm được tinh thần chơi đẹp, tinh thần vì bạn bè và tinh thần đoàn kết từ chính những thí sinh trên sân khấu. Và chúng tôi xin được chúc mừng cho 4 thí sinh, đồng thời muốn truyền tải tới tất cả những khách hàng, những người tham gia game show này, những người tham gia gala này một thông điệp. Ngày hôm nay thưa quý vị, thắng thua không quan trọng, mà ngày hôm nay chúng ta có mặt tại đây để cùng với nhau tạo nên một bầu không khí thực sự tuyệt vời sau 15 năm xa cách. Và chúng ta hãy cùng dành những lời chúc mừng tốt đẹp nhất cho những người thắng cuộc là những người bạn thân của mình. Và thưa quý vị thân mến, chúng tôi rất hân hạnh được ngày hôm nay chúc mừng cho chị Tím một lần nữa, cũng như xin được cảm ơn 4 thí sinh đã tham gia cuộc thi. Còn lúc này thì chúng ta hãy cùng ôm nhau để chia sẻ giây phút đăng quang của chị Tím được không ạ? Xin cảm ơn 4 thí sinh và xin một lần nữa chúc mừng chị.